Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Học Viết Ốc. Hôm nay là mình sẽ làm cái clip chia sẻ cái cách thức gói hàng để gửi qua bưu điện cho anh ở Hà Nam, cái cây hoa rẻ rừng. Đây nhá mọi người nhá, cây hoa rẻ rừng này thì mình ươm bằng hạt nhá. Đấy, thì mọi người trong quá trình theo dõi video thì có nhu cầu muốn tìm mua cây hoa rẻ rừng ươm bằng hạt thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Cây hoa rẻ rừng này có hoa rất là thơm, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua với cả mình nhá. Và sau đây thì mình sẽ làm cái clip để đóng gói cái cây này gửi cho anh Giai ở Hà Nam nhá. Đây là cây hoa rẻ rừng nhá mọi người nhá, và mình sẽ đóng gói vào để gửi cho anh Giai ở Hà Nam, và mọi người cùng mình theo dõi. Thì đầu tiên thì mình sẽ phải cố định cái bầu đất nó ạ. Mọi người xem nhé, mình sẽ lấy băng dính quấn nó ạ, bởi vì cây này thì mình sợ nó chạy ngang chạy dọc ấy, nó đất nó sẽ vung ra ngoài, mình sẽ quấn nó ạ chắc. Nhớ để cây cẩn thận không mà nó sẽ bị gãy cành. Cái này đóng gói gửi đi xa thì mọi người nhớ lưu ý là mình phải cẩn thận, không thì nó sẽ bị dập cây và gãy ngọn, nó sẽ mất cái giá trị thẩm mỹ và sinh trưởng của cây sau này. Gia đình mình có số lượng cũng không phải là nhiều nên là anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẽ ship cho một ít để trồng chơi. Mình sẽ tiến hành khoan lỗ để mình luồn dây qua để cố định. Đây nhá mọi người nhá, bên trong thì mình sẽ đóng gói cẩn thận như này để gửi cho anh Giai ở Hà Nam, và sau đây thì mình sẽ dính nó lại. Mình sẽ đóng gói như này nhé mọi người nhá, nó rất là xinh. Và cái này mình sẽ ra bưu điện là mình sẽ gửi, và mình sẽ dán tem ở đây để cho địa chỉ ở đây để cho anh Giai nhận. Trong quá trình theo dõi video, mọi người có vấn đề gì thắc mắc thì có thể comment ở phần bên dưới để góp ý chia sẻ cùng mình để cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.